Đúng rồi, ông chợ nhảy ui. Ê, vậy nhảy sao? Nhảy đi, nhảy đi. Con nhảy đi, vòng cao lên nhảy trước. Ui ạ. Rồi, tốt rồi. Tại sao? Vung vung cao đấy. Hay hay ấn công. Bà cầm dây sao nhảy được không? Phải tự cầm nhảy gì? Không cầm nhảy được. Mà cầm rồi ráng ráng vung dây lên nhảy. Rồi nhảy cái, nhảy lại cái. Chưa được à? Rồi một trận thêm trận à, đứng dậy nha, đứng dậy nha, bước đi. À, cầm hai tay hai đầu giấy ăn giá vừa thôi chứ phải cầm hai tay hai bên gì. Yeah.